Xin chào anh em, đây là bản tin chuyển động bóng đá sáng ngày 2/9. Trước khi đến với những thông tin hấp dẫn nhất, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube Mê Bóng Đá, ấn chuông nhận thông báo và để cập nhật tin tức thường xuyên hơn. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với những diễn biến chính có trong bản tin sáng ngày hôm nay. Đã thỏa thuận với Man City, Koulibaly sẽ sang Anh vào tuần tới. Bất chấp việc mới trả bớt 1 tới 40 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của hậu vệ người Alan Nathan Aki, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Man City vẫn tiếp tục theo đuổi Koulibaly và sắp hoàn thành mục tiêu đề ra. Theo thông tin mới nhất, The Citizen đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Koulibaly. Không những vậy, về cơ bản thì Napoli cũng đã chấp thuận bán hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự của mình cho đại diện nước Anh với mức giá 70 triệu euro. Đây là con số khá lớn, nhưng thực tế thì Man City chỉ phải chậm ngay 65 triệu euro cho Napoli. Phần 5 triệu euro còn lại chỉ được thanh toán nốt trong trường hợp Koulibaly đáp ứng được một số điều kiện khi thi đấu cho đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Điều kiện duy nhất mà đại diện của Serie A còn lăn tăn vào lúc này là họ chưa tìm được người thay thế cho Koulibaly. Tuy nhiên, phía Man City có thể yên tâm bởi những người đứng đầu Napoli đã cho thấy họ tìm người kế nhiệm Koulibaly một cách nghiêm túc. Bằng chứng là giám đốc thể thao của câu lạc bộ Napoli, ông Guentoli mới đây đã bay sang tận Hà Lan để gã mua hậu vệ Marco Senesi của câu lạc bộ Feyenoord. Cầu thủ 27 tuổi người Argentina, trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ San Lorenzo này, đã được ban lãnh đạo của câu lạc bộ Feyenoord chém mức giá 25 triệu euro. Theo báo giới Italia, nhiệm vụ chính của Guentoli là đến Hà Lan để thuyết phục ban lãnh đạo của câu lạc bộ Feyenoord giảm giá bán của Senesi xuống còn 20 triệu euro. Man United nhắm Upamecano về đá cặp với Harry Maguire. Cụ thể, huấn luyện viên Solskjaer đã ưu tiên bổ sung thêm một trung vệ chất lượng hàng đầu để đá cặp cùng với Harry Maguire, và Upamecano là mục tiêu số 1. Cầu thủ 21 tuổi đã gây ấn tượng mạnh trong trận đấu gần nhất khi cùng câu lạc bộ Red Bull Leipzig vào đến trận bán kết của Champions League ở Lisbon hồi đầu tháng này và mới gia hạn hợp đồng đến tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, điều khoản giải phóng hợp đồng của Upamecano với câu lạc bộ Red Bull Leipzig chỉ là 42 triệu euro và có thể kích hoạt vào cuối mùa giải 2020-2021. Dù vậy, Solskjaer lại muốn có luôn ngôi sao người Pháp trước khi mùa giải 2020-2021 khởi tranh. Theo đài ESPN, Man United tin tưởng sẽ ký được hợp đồng với Upamecano trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2020 đóng cửa vào ngày 5 tháng 10. Song song với đó, Man United cũng đang nỗ lực để xử lý hàng tồn như Marco Rojo, Chris Smalling và Frinzon. Tuy vậy, Solskjaer cũng xem xét những trường hợp trong đó bởi độ an toàn của Eric Bailly và Victor Dellop không phải lúc nào cũng 100%, còn Axel Tanjebe thì luôn gặp vấn đề về thể lực. Lúc này, MU đã chắc chắn có được tiền vệ người Hà Lan, Donny van de Beek của câu lạc bộ Ajax Amsterdam với mức giá 40 triệu euro. Và cầu thủ này sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi các điều khoản cá nhân và y tế đã hoàn tất. Việc gần như có được Donny van de Beek cũng khiến cho ban lãnh đạo của câu lạc bộ và huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer phần nào giảm được áp lực khi không thể mang về mục tiêu hàng đầu trong mùa hè 2020, đó là Jadon Sancho từ câu lạc bộ Borussia Dortmund. Giao cản đến từ con số 120 triệu euro, tức 108 triệu bảng mà Dortmund đưa ra là một con số phi lý vào thời điểm này. Mọi thứ đình trệ cho tới lúc này do đôi bên không thể tìm ra được phương án giải quyết hữu hiệu. Phó chủ tịch Edward Watt của Manchester United liên tục cảnh báo đây sẽ là một kỳ chuyển nhượng khó khăn, nhưng câu lạc bộ vẫn tìm mọi cách để đầu tư và nâng cấp đội hình cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đặt mục tiêu giành vị trí cao hơn tại giải bóng đá ngoại hạng Anh cũng như tiến xa ở Champions League trong mùa giải 2020-2021. Chính thức, Arsenal chiêu mộ thành công đá thẳng Rick Wang. Tháng 1 năm 2017, Gabriel Magalhães cập bến câu lạc bộ Lille từ Alva FC, một đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 2 của Brazil. Khi ấy, anh vẫn còn là một cầu thủ trẻ và chưa thể làm quen với thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong hơn 3 năm qua, chàng trai người Brazil đã khẳng định mình là một trong những phát hiện lớn nhất tại giải Ligue 1 và ngày càng tiến bộ và đạt đến đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới. Mùa giải 2019-2020, anh đã ra sân tổng cộng 34 trận trên mọi đấu trường, giúp cho câu lạc bộ Lille giành vé tham dự Europa League. Nếu giải Ligue 1 không bị hủy do dịch Covid-19, chắc chắn con số này sẽ tăng thêm. Chứng kiến tài năng của Gabriel Magalhães, nhiều đội bóng lớn trên khắp châu Âu đã cảm thấy sốt sắng. Napoli và Everton từng bày tỏ sự quan tâm với trung vệ người Brazil. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, họ đành phải từ bỏ thương vụ này. Cuối cùng, câu lạc bộ Arsenal đã giành chiến thắng trong việc sở hữu chữ ký của trung vệ người Brazil, Gabriel Magalhães. Theo website của câu lạc bộ Lille xác nhận, ngôi sao của họ đã chính thức chuyển đến sân Emirates từ ngày 1 tháng 9. Arsenal đã phải bỏ ra 27 triệu bảng để hoàn tất thương vụ này. Như vậy, Magalhães sẽ trở thành cầu thủ người Brazil thứ tư trong đội hình của The Gunners ở thời điểm hiện tại, sau David Luiz, Gabriel Martinelli và Willian. Tại London, Gabriel Magalhães sẽ mặc áo số 6 trong màu áo của câu lạc bộ Arsenal.
Inter giao bán Eriksen với giá khó tin. Christian Eriksen đến với câu lạc bộ Inter Milan vào tháng 1 năm 2020 từ câu lạc bộ Tottenham Hotspur với mức giá 16 triệu bảng. Mặc dù được đánh giá là bản hợp đồng tuyệt vời cho câu lạc bộ Inter Milan, nhưng tuyển thủ người Đan Mạch lại không gây ấn tượng mạnh dưới thời của huấn luyện viên Antonio Conte. Có ý kiến cho rằng Eriksen được mang về là do sở thích của ban lãnh đạo Inter chứ không phải đến từ yêu cầu của huấn luyện viên người Italia. Do đó, anh không thường xuyên được trọng dụng. Khi Serie A mùa giải 2019-2020 hạ màn, Eriksen cũng chỉ có 1 bàn và 2 kiến tạo sau 17 trận đấu. Lúc này, Inter Milan đang muốn bán Eriksen và mức giá họ đưa ra lên tới 44 triệu bảng. Hiện tại, huấn luyện viên Conte đang làm mọi cách để đưa tiền vệ Arturo Vidal về với Inter Milan. Đây là cầu thủ mà Conte từng làm việc ở câu lạc bộ Juventus. Tin vui cho Inter khi Vidal đang nằm trong danh sách phải ra đi của tân huấn luyện viên Ronald Koeman được bổ nhiệm bởi câu lạc bộ Barcelona. Bên cạnh đó, Inter Milan nhiều khả năng sẽ rút lui khỏi vụ chiêu mộ tiền vệ Angolo Kanté sau khi Chelsea thông báo ra mức giá lên tới 8 triệu bảng. Ngoài Vidal và Kanté, Inter Milan cũng đang quan tâm đến tăng quỹ Andrebele của câu lạc bộ Tottenham Hotspur. Người đang được định giá vào khoảng 55 triệu bảng. Dù là bản hợp đồng kỷ lục của Tottenham Hotspur, nhưng Andrebele đã không thể hiện được nhiều và cũng không được lòng huấn luyện viên Jose Mourinho. Ngoài Eriksen thì những cái tên như Roberto Gilardini, Matias Vecino và Marcelo Brozovic cũng đang được Inter Milan giao bán. Chưa hết, Inter vẫn đang làm mọi cách để giữ Lautaro Martinez tránh xa câu lạc bộ Barcelona khi câu lạc bộ xứ Catalan muốn đánh tiếng có được anh để thay thế cho lão tướng Luis Suarez. Chính thức, Ivan Rakitic rời Barcelona đến Sevilla với mức giá 1,5 triệu euro. Tương lai của Ivan Rakitic cuối cùng cũng đã được làm rõ. Anh sẽ không còn là người của câu lạc bộ Barca nữa mà trở lại đội bóng cũ Sevilla với bản hợp đồng 4 năm. Số tiền ban đầu mà câu lạc bộ Sevilla phải trả cho Barcelona chỉ là 1,5 triệu euro, kèm theo biến phí có thể lên tới tổng cộng 10 triệu euro. Trên trang chủ của mình, câu lạc bộ Barcelona đưa ra thông báo. FC Barcelona công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho sự tận tụy, quyết tâm của Ivan Rakitic và chúc anh có được may mắn, thành công trong tương lai. Đây là một cầu thủ tuyệt vời, cực kỳ chăm chỉ và có nhãn quan tốt. Rakitic kết thúc sự nghiệp ở Barcelona với 310 trận đấu, tạo ra 40 pha kiến tạo và ghi 36 bàn thắng. Vào ngày hôm nay, mùng 2 tháng 9, bắt đầu từ lúc 11 giờ, buổi lễ chia tay và họp báo và Ivan Rakitic sẽ được diễn ra. Trong 6 năm ở Camp Nou, Rakitic đã giúp cho câu lạc bộ Barcelona giành 16 danh hiệu lớn, trong đó nổi bật là 4 La Liga và 1 Champions League. Anh từng được đánh giá là một trong những người thay thế hoàn hảo cho vai trò của Xavi Hernandez. Tuy nhiên, kể từ khi có sự xuất hiện của Frankie de Jong, Rakitic không còn được trọng dụng. Mùa trước, dù vẫn ra sân lên tới 39 trận trên mọi đấu trường, nhưng Rakitic vẫn không được đánh giá cao. Nói về quãng thời gian đầu tiên ở Sevilla trước khi đến với câu lạc bộ Barcelona, Rakitic đã có được 4 mùa giải đáng nhớ, ghi được 32 bàn thắng và kiến tạo 41 lần trong 149 lần ra sân. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin chuyển động bóng đá sáng ngày 2 tháng 9 của kênh Mê Bóng Đá. Những thông tin chuyển nhượng của Man United, Chelsea, Barcelona, Juventus và tương lai của Lionel Messi sẽ được kênh Mê Bóng Đá cập nhật liên tục. Trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo. Và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số bản tin tiếp theo.